Sách trời đã ghi, bốn con giáp tiền vàng chật két trúng số hai lần, giàu hơn tỷ phú. Xin chào quý anh chị và các bạn, chúng ta lại vui mừng được gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi của chúng tôi. Và lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, trong cái video hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn là top những con giáp làm ít hưởng nhiều, tiền về ngập két trong cái năm Canh Tý 2020 này. Và xem tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ ba con giáp giàu có này sẽ lắm của nhiều tiền, làm một hướng 10, càng về cuối năm thì càng thịnh vượng và phát tài. Nếu thuộc danh sách ba con giáp giàu có nhất năm Canh Tý 2020 này, bạn sẽ có lộc lá đầy nhà, tiền ùa vào túi đếm mãi không hết. Và con giáp thứ nhất đấy là tuổi Mùi. Mùi là con giáp hiền lành, thiện lương và rất khôn khéo trong đối nhân xử thế. Họ biết kính trên nhường dưới, yêu thương và đỡ đần những người khốn khó hơn mình, nên được bề trên nâng đỡ, quý nhân chiều chuộng. Bước vào tử vi Canh Tý năm 2020 thì con giáp giàu có này sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm ít hưởng nhiều, tiền ập xuống đầu, chính là cái phúc phần mà Mùi xứng đáng nhận được. Và càng về cuối năm thì Mùi càng có nhiều cái cơ hội thăng chức, tăng lương, muốn khổ cũng chẳng được. Và thứ hai, đấy là tuổi Tý. Trời sinh Tý là con giáp thông minh, cá tính và cực tài năng. Trong khi người khác vẫn đang loay hoay không biết mình muốn gì, cần gì, thì Tý đã sớm xác định được cái mục tiêu để phấn đấu vươn lên. Vậy nên chỉ sau cái thời gian ngắn, con giáp giàu sang này đã có của nã đầy nhà. Canh Tý 2020 là năm tuổi của người tuổi Tý, thế nhưng cái vận số của Tý chẳng hề bị ảnh hưởng. Thậm chí con giáp may mắn này càng có được cái tài lộc phát đạt, xui xẻo tránh xa, tiền tài tề tựu. Và tuổi thứ ba đấy là tuổi Tuất. Theo các cái chuyên gia phong thủy, Canh Tý năm 2020 là cái năm đại cát đại lợi với người tuổi Tuất. Sống trách nhiệm, cương trực và hết mình trong công việc, nên Tuất được cấp trên cất nhắc, thăng tiến nhanh đến chóng mặt. Từ tháng 4 năm 2020 trở đi thì đời Tuất sẽ sang cái trang mới, không chỉ tiêu tiền thả ga, ăn sung mặc sướng, Tuất còn có cái cơ hội đặt chân đến những cái vùng đất mới với chuyến du lịch đáng nhớ cùng một nửa kia của mình. Quý vị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp giàu có trong cái năm Canh Tý 2020 này. Những con giáp này sẽ lắm của nhiều tiền, làm một hướng 10, càng về cuối năm càng thịnh vượng và phát tài. Và nếu như các bạn thuộc trong ba con giáp này thì nhất định là trong cái năm Canh Tý này bạn sẽ có được cái lộc lá đầy nhà, tiền ùa vào nhà đếm mãi không hết. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy vui lòng đăng ký để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin chúc quý anh chị sẽ gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.